Ok, chào bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn tới với một cái tựa game lại là Pet đây các bạn ơi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với... À không, chào mừng các bạn đã tới với một tựa game mới có tên là... Cái gì ta, quên rồi. À, Pet Digging Simulator các bạn. Có một số bạn đã comment ở trong video của mình đó là nói anh hãy quay tựa game này đi. Ok, hôm nay mình sẽ vào tựa game này để mình review cho bạn coi về tựa game này sẽ có gì nha. Bất kể mọi tựa game Simulator nào đó, cái video đầu tiên chỉ là video review thôi. Mình chưa có bắt đầu là chưa có tăng tốc các bạn. Nếu tựa game đó hay và tựa game đó những ngày tiếp theo rất có nhiều người chơi thì chúng ta sẽ bắt đầu đốt robot vào tựa game đó để phá đảo tựa game đó như thế nào nha. Mới đầu vào thì mình sẽ có một chiếc mình đẩy một chiếc xe à đây ơi hết hồn. Thì đây gọi là tựa game Pet Digging, là có vẻ như chúng ta sẽ dùng những con pet thay vì những tựa game khác là mình dùng con pet mình đi đi hút tiền đi, thì này mình sẽ đi hút những cái mỏ các bạn, những cái cục quặng ha, để kiếm tiền. Thanh niên kia nói cái tiếng gì vậy? Tiếng Thái Lan à? Holy moly. Thanh niên kia nói tiếng Thái Lan các bạn, dã man thiệt. Rồi, thì đây là giao diện tựa game này, nó khá là đơn giản các bạn ha. Góc phải thì chúng ta sẽ có âm thanh nè. Ơ rớt rồi. À, góc trái thì mình sẽ có, đây là gì đây? Đây là rebirth các bạn. Rebirth là đầu tiên, what the hell. 4.300.000 tiền á. Gì ghê vậy? 4.300.000 tiền để rebirth lần đầu tiên. Và sau khi rebirth các bạn sẽ mất tất cả mọi thứ ngoại trừ những con pet thôi. Và sát thương các bạn sẽ được gấp đôi, số tiền các bạn sẽ được gấp đôi. Ok, tựa game này sau khi bạn rebirth thì sẽ kiếm tiền khá là dễ dàng. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có được mặc định là một con mèo á. Wow, mới đầu vào các bạn sẽ được cho một con mèo màu đen các bạn. Con mèo màu đen này sẽ cho chúng ta là một sát thương một giây và cộng một health. Một health là gì? Không biết là tựa game này tương lai có ra chế độ chiến đấu hay không mà tại sao lại cộng một health ta? Khó hiểu nha. Ok, ở đây mình có ba lô nè. Mới đầu ba lô mình sẽ có là 0/15, sẽ cứ 15 thôi. Đây là tiền nha, đây là code. Hiện tại tựa game này thì có hai code nha các bạn. Code đầu tiên chúng ta sẽ có release. Đấy, một cái code thần thánh nha, chấm than cái nữa. Code release này cho chúng ta là 150 coin. Code thứ hai chúng ta viết hoa hết nha các bạn. Code thứ hai là viết hoa hết nha. Chúng ta sẽ có là 3k player. Player code nha các bạn. Code này chúng ta là 300 coin. Sau khi bạn nhập xong hai code này các bạn sẽ có được 450 coin. À, đây là nơi bán nè, đây là nơi bán, đây là shop. Để vào shop xem sẽ có gì chứ. Vào shop thì mình sẽ có ok. Trong shop này thì các bạn chỉ mua được cái xe thôi, cái xe tức là ba lô chứ. 15, 50, 450, tiền là 7290 bạn, tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn luôn. Ok, 450 tiền, 50 tiền, đã quên, 50 sức chứa là 150 tiền. Bây giờ mình sẽ out ra ngoài nha. Return, return lại coi như con pet bao nhiêu tiền. Đấy các bạn, tựa game này là pet digging cho nên những con pet luôn luôn là quan trọng. Cái trứng đầu tiên chúng ta có là 100 tiền. Trứng thứ hai chúng ta có là 300 tiền. Cái trứng thứ ba chúng ta sẽ có là 900 tiền. Cái trứng thứ tư hiện tại trong tựa game này là 1299 robot. Chắc chắn sẽ ra một con pet chắc là Dominus rồi. Ok. Và có thể mở một trứng hoặc ba trứng nha các bạn. Bấm E để mở một trứng, bấm F để mở ba trứng. Và bấm F chắc chắn chúng ta sẽ tốn robot để mua rồi. 100 tiền. Mở một trứng 300 tiền luôn, bệnh gì cử các bạn. Một trứng rare S và chúng ta sẽ có một con pet là một con deer. Con deer này cùi bắp luôn các bạn ơi. Sao thanh niên mất máu vậy? What the hell? Con pet, mỗi người tối đa trong tựa game này là yêu quyết được 3 con pet á, khá là nhiều luôn. Con deer này chúng ta là 2 dam và 3 health. Mình vẫn thắc mắc là tại sao nó lại cho chúng ta một cái health nhỉ? Thì có nhiều bạn nói là mình ấy chơi tựa game Dragon Quest đi nhưng mà mình chưa có thời gian để cày cuốc cho các bạn. Cho nên cứ từ từ. Ok, mình sẽ mua một cái storage. Ô, 50 sức chứa nè, vừa đủ tiền luôn, ghê vậy. Như vậy là khi các bạn nhập hai cái code đó vào thì các bạn sẽ được hai thứ. Thứ nhất là mua được một chiếc xe sức chứa 50, và thứ hai là các bạn sẽ mua được một con pet sức chứa 300. Còn nếu các bạn, oh my goodness, cái gì vậy? Ok, nó sẽ giết chúng ta nha. Nó sẽ giết chúng ta nhé. Vô. Vô mấy đứa ơi, nhanh lên, hút đi. Ủa đó đâu có bắn mình đâu. Kỳ vậy, mình đâu bị mất máu đâu ta. Mấy thanh niên đụng với con quái này hèn chi mất máu, mình đâu bị mất máu đâu mà thấy không. Full rồi á. Cái gì nhanh vậy? 50 tiền, ok. Trời ơi, những con pet của mình nhanh quá, đây là teleport đúng không? Đúng rồi, chắc là teleport rồi. Hồi nãy 100 tiền là mình sẽ mở được một con pet nữa. Ok, clip vào đây. Chúng ta sẽ khai thác một cái cục đá này. Lâu vậy? Nhanh lên. Mình đi khai thác những cái quặng mà cái xe mình không đầy. Như vậy là những con pet này nó đã ăn luôn những cục quặng rồi các bạn ơi. Full. Holy moly. Full nhanh vậy? 100 tiền á. Cái gì mà nhanh vậy? Really man. Mở một trứng cơ các bạn. Hên không? Chúng ta sẽ hên, chúng ta sẽ xui đây. Top.
Có bộ là chắc cũng là ok đấy. Oh my goodness, 5% luôn nè. Ghê chưa, ghê chưa. Thánh review đã quay trở lại. Con này gọi là con Raikun các bạn. Con Raikun là con vượn cáo nha. Chúng ta 6 đam và một heo. Ba con pet. Chất chất. Như vậy là bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung vào cái ba lô thôi. Ba lô bao nhiêu tiền? Khoan khoan khoan. Để xem ba lô tiếp theo sẽ là bao nhiêu tiền đây. Ba lô tiếp theo chúng ta sẽ tốn là 810 tiền, 450 sức chứa, 7290 tiền. 7.000 tiền thì mua tiền bao nhiêu ta? 1.250 tiền. Chúng ta sẽ tốn 80 Robux. Wow, như vậy 10.000 tiền là sẽ tốn 690 Robux à. Khó đấy. Khá là khó khăn đấy. Về Game Pass thì chúng ta sẽ có Game Pass gì đây? Bấm vô đây các bạn. VIP, Infinity Car, nhân 2 coin, rồi mở 3 trứng. Có thể mở trứng ngay lập tức, bỏ qua animation. Và cái cuối cùng là Auto Sell. Auto Sell sẽ giúp chúng ta, wow. Cái Auto Sell hợp lý các bạn. 399 Robux. No, hết tiền rồi. Vừa đốt Robux vào từ game kia hết tiền rồi các bạn ơi. Ê ơi ơi ơi, bỏ anh ơi. Đi ngang qua đó nó cũng bắn mình nữa. Dã man vậy. Này gì đây? Bạn cần 250 material dust required to pass. Là sao? Để mình coi coi. À cái dust kia các bạn ơi. Thấy rồi, rank kit là 12, 136. À 250. Tức là các bạn giống như là búp bù gum á, các bạn đi thổi được bao nhiêu bong bóng á. Thì này giống vậy ha. Các bạn cứ đi khai thác, các bạn được đúng chỉ số đó là 250, đúng cái số lượng dust á, số lượng các bạn đã từng khai thác là 250. Thì chúng ta sẽ được qua khu vực tiếp theo thôi. Tưởng gì. Đây góc phải các bạn thấy ha, mình được 150 rồi. Tức là mình đã full được ba lô mình 3 lần. Nếu mà 250 thì mình sẽ full ba lô mình 5 lần. Mình không biết là qua những khu vực khác là những cái cục quặng khác, quặng đồng, quặng sắt đồ á, thì nó sẽ cho chúng ta tiền nhiều hơn hay không. Chứ cái cục đá này cho chúng ta là một tiền à. Một sức chứa là một tiền. Nó hơi bị lắc các bạn. Game này là game mới mà, cho nên nó hơi bị lỗi chút xíu. Mình sẽ qua bên đây là một cái mỏ. Một cái mỏ này là một mỏ gì đây? Chúng ta sẽ có than đá. Đây là khót nè. Đây là than đá nè. Nhanh lên. Hút đi mấy đứa ơi. Tại sao vậy? Tại sao lại không hút? Không thích ăn đá à? Không thích ăn than đá à? Tại sao? Trời ơi. Ở đây mình thấy là có một cái là 1E+29 Material Dust Required to Pass. Admin game bị đúng xàm luôn. Cho một con số mà người ta không hề biết con số đó là bao nhiêu cả. Hiện cái tình. Chắc nó bị lắc rồi các bạn ơi. Ở đây mình thấy là có một cái gì đây. À cái ông này bling bling nữa các bạn. Ông này được coi là người giàu có nhất ở trong Roblox. Nhân vật đại diện cho sự giàu có. Hình như đây là một cái người thật sự có nha các bạn. Một cái tài khoản Roblox thật sự có luôn. Stand here to sell any material you pet have just got 199 tiền. À 199 tiền à. Ba lô tiếp theo là 7.000 tiền đúng không? Hơi mắc. Khá là mắc. À 810 tiền thôi các bạn. 450 sức chứa. 810 tiền. Ok. 1.250 tiền, 80 Robux. Thì các bạn cũng đừng bình luận cái cách mình hay đốt tiền vào những tựa game Roblox ha. Đó là cách mình chơi game thôi. Để mình hay trải nghiệm nhanh nhất cho bạn coi về những tính năng của game. Còn bạn nào mà thích chơi dạng cày cuốc á, dân cày thì bạn cứ cày thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ cho mình mua một cái xe nha. 810 tiền nè. Còn tiền thì mình sẽ mua hai con pet nữa. Chắc chắn. Ô đi khá là nhanh luôn. Rare pet 300 tiền. Mua. Mua thêm một con rare pet nữa các bạn. 600 tiền là mình mua được hai con rồi. Oh my goodness, một con dơi. Con dơi là 25%. Mua tiếp một con nữa các bạn. Bam bam bam. Một con heo, ý quên, một con voi. Con voi là 30%. Cũng được đấy. Đi thôi đi thôi. Mình sẽ cái con này vô. Con dơi là 4 đam và 3 heo nè, giúp bạn máu trâu hơn. Con voi là 2 đam và 3 heo. Maximum là 5 con pet đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta đã hiểu được cái heo là gì rồi. Cái heo sẽ giúp các bạn có thể tồn tại được lâu hơn. Với những cái con quái á, hình như những con quái đó ban đêm mới xuất hiện thôi các bạn. Đây ban ngày đâu có con gì đâu. Sao không ăn được cái quặng ta? Lắc á. Khó hiểu vậy. Game lỗi à. Mình chưa đủ đẳng cấp để mình có thể, ai chà, khai thác được những cái quặng kia các bạn ơi. Bây giờ ba lô của mình á là 450 rồi. Một lần bán có thể mình được 450 tiền các bạn. Mình sẽ mua thử cái trứng cuối cùng nha. 322 á, cục đá các bạn. Cái trứng cuối cùng hình như là 900 tiền thì vậy. Tính ra từ game này cày tiền cũng đâu khó đâu. Nếu các bạn đã có được một cái sức chứa ba lô ổn định ha, và một số con pet nhất định. Như mình 5 con pet à. Để các bạn vẫn có thể kiếm tiền khá là nhanh. 489 tiền.
Cái trứng tiếp theo á là chiếu Legendary 900 tiền. Ok. Rồi, đi tiếp. Mình sẽ đi khai thác một lần nữa. Một cái cục này là một sức chứa, như vậy là mình khai thác xong cái cục đá này mình tốn 270 sức chứa các bạn. Với ba lô là 450 mình thấy khá ổn định rồi. Đấy. Nhanh lên. Thời gian gần đây á, khoảng một tuần nay á, thì những tựa game về pet nó khá là nhiều các bạn. Và tương lai mình thấy là có thông báo là Pet Simulator 2 sắp sửa ra mắt nữa. Với cái sự ra rất là nhiều tựa game về pet như thế này, không biết là Pet Simulator 2 nó có gì đặc biệt hay không, cũng như là nó sẽ có gì hấp dẫn hay không. Thôi kệ, chúng ta cứ chờ xem các bạn. Một tựa game huyền thoại, tựa game khai sinh đến những tựa game sau này. 939 tiền. Ok. Có đứa chữa bậy hả? Kệ bà nói em. Anh không quan tâm. Ồ, mình đã một cái con gì đây? Con này là con cá voi á. Không phải con cá voi, con này là con chuồn chuồn. 30% các bạn. Để xem. Super B. À, con này con ong các bạn. Đây là con ong. Cộng 4 đam và cộng 9 heo. 2 đam, 4 đam, 6 đam, 1 đam. Anh đừng quyết con này xuống nha, và mình sẽ release con này luôn. Đi chỗ khác chơi. Release. Rồi. Cho con này vô. Có khai thác được cái quặng kia không? Tại vì đây là con pet cuối cùng rồi, con pet thơ cuối cùng rồi. Ở mình thấy một khu vực tiếp theo chúng ta có là 5.000 material nè. Hiện tại mình chỉ mới có 1.189 thôi. À được nè. Game lỗi. Haha, game lỗi. Game bị lỗi. Chúng ta cứ chơi theo sức mình chúng ta thôi. Full chưa? 450 full luôn các bạn. Và sẽ bán được bao nhiêu tiền? 450 tiền. Oh my goodness, như vậy là những cái quặng giá trị nó cũng như vậy thôi. Nó chỉ cho chúng ta là cái sức chứa, cái sát thương phải gây ra cho cục quặng nó nhiều hơn. Để khi mà các bạn có ba lô nhiều quá, các bạn đỡ phải di chuyển thôi. Rồi thì có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Trong video này mình đã vừa review các bạn một tựa game có tên là Pet Digging Simulator. Tựa game mà chúng ta dùng những... Ôi, bây giờ mới để ý là những cái con pet này chớp mắt được các bạn. Thì trong tựa game này chúng ta sẽ dùng những con pet của chúng ta và đi khai thác, đi đào những cái mỏ, những cái quặng ở trong cái bản đồ của tựa game này. Yeah, và hy vọng anh thích video này. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh, nhấn một cái chuông cái tinh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào cũng mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.